Hello, chào bạn. Chào mừng các bạn đến với cái kênh Minh Hoàng Design. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một logo ha, một cái con logo như thế này hay là như thế này chẳng hạn. Hay mình có thể tạo một cái banner ha, cái banner up quảng cáo trên Facebook Ads. Thì sẽ làm như thế nào? Thì mình khi mình có một cái website hay là thương hiệu cá nhân gì á thì mình muốn tạo logo để làm những việc đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trong rất ngắn gọn trong 5 phút sau đây. Thì đầu tiên các bạn thấy nè, ở đây nè, ví dụ như trang này, đây là những logo của nó nè, đây những logo của nó nè, rất là đẹp. Thì mình sẽ làm những cái cách này rất là dễ, các bạn truy cập vô cái trang Dixiebon nè, Dixiebon.com nè. Rồi, ở đây có login, là khi mình đã có tài khoản rồi thì mình bấm vô đây, còn chưa có tài khoản thì bấm vô sign up ha, mình bấm sign up nè. Thì ở đây các bạn nhập cái email của mình ở đây thôi, email nè, còn ở đây là nhập cái password ở đây ha, các bạn đánh password vô. Thì cái này mình đã tạo rồi thì mình không làm lại. Ở đây nhập email của các bạn nè, ở đây có password các bạn nè, rồi xong rồi mở cái email của mình lên, bấm vô cái đường xác nhận đó là xong, mình đã tạo được cái tài khoản ở trang Dixiebon này ha. Rồi xong mình sẽ quay qua thiết kế cái logo thôi. Rồi ở đây mình đã có một cái, tại mình đã có cái tài khoản Dixiebon rồi nên mình truy cập vô nó luôn. Rồi tới nữa tất cả các video của mình thì mình up lên cái kênh YouTube của mình. Rồi các bạn vô YouTube nè. Rồi các bạn search cái chữ Minh Hoàng Design thôi. Các bạn sao nó. Rồi, đây là kênh của mình ha các bạn. Rồi các bạn bấm đăng ký rồi. Tới nữa mình có làm những video mới á, thì nó sẽ tự động thông báo cho các bạn thôi. Đây. Rồi, quay trở lại mình ở đây. Ở đây á các bạn thiết kế thì các bạn bấm vô bắt đầu thiết kế nè. Khi mình đã đăng ký được rồi cái tài khoản này, các bạn vô cái email của mình á, mình xác nhận cái tài khoản thì các bạn sẽ vô đây đăng ký được thiết kế được cái thằng này thôi. Thì ở đây thiết kế rất là nhiều nè, ví dụ Facebook cover nè, quảng cáo Facebook nè, hình ảnh trên kênh YouTube nè, rồi cái symbol banner nè, cái bài đăng Instagram nè, rất là nhiều ha, rất là nhiều. Rồi nhưng ở đây mình thiết kế logo thì mình sẽ đi tìm cái logo. Ủa sao cái thằng này nó không ra đây nè, các bạn thấy nào logo này ha, rồi các bạn bấm vô. Rồi, ví dụ ở đây mình có cái logo mình còn design như thế này, là cái ở dưới đây là kiến trúc tài chính và giáo dục, thì mình sẽ đi tìm đúng cái logo này của mình ha. Thì các bạn ví dụ các bạn làm bên logo bên quán cà phê hay là khách sạn hay nhà hàng cái gì đó thì mình sẽ đi tìm chuyên về đó rồi mình chỉnh sửa nó lại. Thì đây cái thư viện của người ta nè, rất là nhiều, các bạn thấy là thư viện rất là nhiều. Thái tour, khi mình làm du lịch thì có thể chọn logo này, hay logo về Howlis nè, nó rất là nhiều. Thì các bạn làm bên gì thì các bạn chọn cái logo theo cái logo bạn muốn làm thôi. Ví dụ ở đây là bên quán ăn hay nhà hàng gì đó thì có thể chọn là Mac Food nè, hay shop Fashion Glamping, Fashion Shop gì nè. Rồi mình sẽ kéo xuống dưới, tại mình sẽ làm giống cái logo như thế này ha. Mình sẽ kéo xuống dưới. Nó rất là nhiều logo cho các bạn lựa chọn đúng với cái logo các bạn thích. Ice cream.
Đó các bạn thấy không, rất là nhiều logo. Rồi mình nói trước mình sẽ chọn những cái logo này ha. Ở đây các bạn thấy nè, ở đây cà phê nè, shop cà phê sale. Rồi mình sẽ bấm đúp vô ha. Rồi thì nó sẽ các bạn bấm đúp vô đây nè, thì ở đây cái màn hình hiển thị nó như thế này. Giờ các bạn bấm vô, các bạn chỉnh sửa thôi. Ở đây cái tên các bạn muốn có tên gì thì các bạn bấm vô đây. Đây mình sẽ bấm đúp vô đây ha. Rồi mình đánh cái tên này vô thôi. Rồi các bạn thấy này nó đã xuống dòng rồi. Thì tại lý do là do cái tên mình dài quá, mà cái size nó tới 34 thì các bạn chỉnh cái size nhỏ lại. Chỉnh size nhỏ thôi, nắm là hai bên này nè, mình kéo ra. Đó. Rồi mình chỉnh sửa làm sao cho nó vừa cái khung này. Các bạn nắm nè, các bạn thấy là kéo nè. Sao cho nó vừa cái khung ha. Giờ mình chỉnh hai bên này sao cho nó canh đều nha. Rồi các bạn bấm ra cái màn hình phía ngoài. Thì ở đây mình đã được ha. Rồi ở dưới đây giờ đây mình bạn sẽ đánh vô cái tên khác. Để mình sẽ chọn là kiến trúc tài chính và giáo dục. Rồi ở đây các bạn có thể chọn nè, nắm ở đây nè, kéo ra, nắm bên đây nè, kéo ra đó, sao cho nó vừa cái khung các bạn thôi. Rồi giờ bấm ra ngoài. Rồi các bạn thấy trong vòng khoảng có một phút thôi thì mình đã được một con logo nhìn thấy rất là đẹp rồi. Rồi bây giờ mình muốn tải về thì ở đây các bạn thấy có nút tải xuống nè, rồi bấm tải xuống. Giờ mình muốn thì ở đây các bạn chọn, nhớ là chọn là cái lợi tiệp chấm png nha. Png thì cái chế độ hiển thị nó cao hơn. Giờ bấm ở đây nè, ở đây là chọn ở đây là hiển thị cao ha. Để nửa cái ảnh các bạn nè cho nó sắc nét thôi. Rồi đây tên tiệp ở đây mình không cần. Rồi bấm lưu về máy. Rồi đợi nó khoảng cỡ 10-15 giây đó để nó xử lý cái ảnh này. Rồi giờ các bạn chọn cái đường dẫn. Ví dụ mình sẽ chọn đường dẫn đây, mình save nó lại thôi. Rồi mình ra desktop mình coi thử. Đây nó đây. Đó, thì mình đã được một con logo ha. Rồi các bạn thích logo nào thì các bạn chọn logo đó và chỉnh sửa lại thôi. Còn ở đây có một cái chức năng. Bao nhiêu phút rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm các bạn cái chức năng này. Ví dụ ở đây mình làm cái quảng cáo Facebook đi, thì các bạn chọn vào quảng cáo Facebook nè. Đó các bạn thấy là rất là nhiều thư viện cho các bạn chọn. Rồi các bạn cứ chọn một cái banner nào các bạn chuyên về các bạn á, các bạn bấm vô, giờ các bạn chỉnh sửa nó lại. Đây nè, ở đây này nó về sách. Ở đây về summer, về hè, travel nè, về du lịch nè. Còn ở đây là tennis. Ở đây về tập thể dục. Fashion gì nè, rất là nhiều. Đó các bạn cứ chọn vô các bạn chỉnh sửa nó sửa lại thôi. Và cái ảnh này các bạn mình có thể chèn được nhé không. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái thằng nào bất kỳ mình làm thử nha. Ví dụ mình sẽ chọn cái logo này đó, thì các bạn bấm đi thì nó sẽ qua bên đây cho các bạn chỉnh sửa thôi. Đó, thì ở đây các bạn thấy nào, ở đây những cái chữ này các bạn hoàn toàn đánh lại được ha. Những cái chữ đánh lại được. Đây cái đường, cái này là cái đường link trên web của các bạn, thì các bạn cứ đánh vô đây. Rồi đây cái ảnh nào hoàn toàn mình có thể chèn cái một ảnh khác. Vậy mình chèn ảnh khác vô như thế nào thì bên đây các bạn bấm vô đây nè. Ở đây có cả cái nút tải lên nè, các bạn bấm tải lên ha. Và ở đây chọn tiệp nè, kéo tiệp vào đây, hay là các bạn có thể bấm kéo vào đây, không thôi bấm vô mũi tên này đó, thì hoàn toàn mình sẽ chọn được cái tiệp để mình chèn ở đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ chèn cái logo của mình mới tải về đi. Bấm vô đây. Đó thì ở đây các bạn thấy là nó đang tải lên nè ha. Đó, nó báo là tải lên đã hoàn thành. Mình bấm vô đây. Đó các bạn thấy là lúc này cái logo của mình nó đã qua cái màn hình hiển thị bên đây, thì các bạn bấm chỉnh nó
sao cho nó về đúng cái vị trí mà mình cần thôi. Đó, các bạn thấy không? Rất là dễ, đúng không? Nên những cái chữ này hoàn toàn mình đánh lại được ha, hoàn toàn mình đánh lại được. Xong rồi các bạn bấm nút tải xuống như hồi nãy mình thực hiện logo thôi. Và ở đây các bạn thấy bên đây cũng có một số chức năng, ví dụ như là thumbnail banner nè, hay đăng bài đăng trên Instagram thì hoàn toàn mình chỉnh lại được hết, hay hình ảnh ảnh đăng trên kênh YouTube nè. Đó, rất là nhiều, rất là nhiều. Rồi thì các bạn có thể tự làm những thằng này. Rồi chào các bạn. Thì nữa mình ở đây có một cái file, thì các bạn không hiểu cho cái gì có thể kết bạn với mình và inbox mình sẽ hướng dẫn trả lời ha. Rồi chào các bạn. Go out this late at night to the place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire, all my true desire. Swear I'm not a liar. You should dance with me. You should get to know. Dance with me. You should get to know me. Keep it.